9pm của Abnon và Jean-Paul Gaultier Uchamel. Vâng, thời gian gần đây thì em này có vẻ rất rất hot. Thực ra thì cũng đã có một cái video nói qua qua ở trên TikTok rồi, nhưng mà cái gì nó chuyên sâu hơn thì mình cũng muốn dành lại cho kênh YouTube. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận của mình, cũng như là so sánh những cái điểm mạnh, điểm yếu và quan điểm của mình rằng có nên mua mùi hương của 9pm Abnon hay không nha. Bắt đầu ấy. Trước tiên thì chúng ta phải nhắc về Jean-Paul Gaultier Uchamel. Vâng, nhắc tới thằng con thì phải nhắc tới thằng bố trước. Thằng bố như thế nào thì mới ra định hình ra thằng con. Thì hiện nay Jean-Paul Gaultier mình đã có một cái video review ở trên YouTube khá là lâu rồi. Mình cũng sẽ gắn link ở trên này để cho các bạn xem lại một cách chi tiết và cụ thể hơn. Nhưng mà thời gian gần đây thì mình nhận được những cái phản hồi của những anh em quan tâm kênh của mình, cũng như là chơi về nước hoa, cũng nói rằng là Uchamel về độ bám tỏa thực sự nó cũng không còn tốt nữa. Cái chai của mình ở đây thì nó cũng khá là lâu rồi. Mình nghĩ là con này của mình từ vẻ mình mua từ tầm 2017 hay 2018 ấy, nên là cái độ bám tỏa nó rất là tốt. Còn những cái phiên bản mới mình có thử qua ở nhà thằng cu em mình thì mình thấy rằng là nó bị mỏng hơn và độ bám tỏa cũng đã giảm. Đây là cái điều mà các bạn cần cân nhắc trước khi mua Uchamel. Tại vì những người bán hàng ấy thì người ta vẫn review nó là một cái mùi ngọt bám tỏa siêu khủng, nhưng mà thực tế thì em nó đã giảm về hiệu năng khá là nhiều. Và quay lại nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó chính là 9pm của Abnon. Cái nhà Abnon này thì có lẽ rằng là có quá nhiều những cái phiên bản clone khác nhau rồi. Chúng ta đã biết rằng là những cái ông pháp sư Trung Đông thì luôn luôn có cái khả năng là làm những cái mùi giống và bán một cái mức giá rẻ hơn. Chỉ quan trọng rằng là nó có xứng đáng, nó có đáng mua hay không thôi. Thì ở đây chúng ta có một cái thiết kế trông khá là hay, đặt cái tên là 9pm, nghĩa là dùng sau 9 giờ tối. Đây, một cái thiết kế trông khá đẹp và các bạn có thể nhìn đến một số 9 từ đây ngay lập tức. Và cái nắp này thì là nắp bằng kim loại và khá là nặng. Nắp này các bạn ném loanh quanh bửa đầu đấy, ghét thằng nào mà ném thì thôi rồi luôn. Và về cái thiết kế thì mình thấy là những cái nhà Trung Đông ấy, thì người ta làm cái thiết kế khá là ok, đẹp, chắc chắn. Và cái thiết kế này thì mình đánh giá đây cũng là một cái thiết kế khá là sáng tạo đó. Và cũng hai lớp, cái lớp đáy này rất là dày. Mình rất thích những chai nước hoa có cái lớp đáy như này để khi mà có mà rơi xuống thì cũng không thể nào vỡ được vào chai nước hoa đó. Còn về cái phần vòi xịt thì đây nhá, ở mức ok, phun sương khá ổn, đánh giá ở mức khoảng tầm 6-7 điểm. Bây giờ thì chúng ta đến với phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi. Cái này mới là cái quan trọng. Tại vì làm clone thì đẹp đến mấy mà mùi không giống với cái phiên bản gốc, không giống với thằng bố nó thì cũng không ăn thua, đúng không? Để so sánh như này cho các bạn dễ dàng hình dung về hai em nó nhá. Ở đây chúng ta có một cái sự thay đổi nho nhỏ về cái phần top note, nhưng mà mình thấy rằng là đây là cái sự thay đổi mà các bạn nhận thấy ngay nếu như các bạn đã từng sử dụng qua hai phiên bản này. Đặc biệt là nếu như các bạn cùng trải nghiệm cùng lúc thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có sự khác biệt. Đó là ở em này, top note nó thay từ lê của Uchamel thành táo của 9pm. Đây cũng là một cái sự thay đổi làm cho cái mùi hương nó khá là khác bọt. Với cái top note của 9pm khi các bạn xịt ra ấy, các bạn sẽ nhận thấy cái mùi táo rất là rõ. Và cái mùi táo ở đây thì mình có chia sẻ ở trên TikTok, đó là một cái mùi táo khá là ngọt, có phần hơi bờ bờ một tí. Đấy, bã bã bờ bờ. Và cái nét táo này thì nó cũng làm mình liên tưởng tới khá là nhiều chai, đặc biệt là chai Killian Apple Brandy hay là kể cả chai Duck. Nhưng mà cái nét táo ở đây có cảm giác nó không được mượt mà. Còn với Uchamel ở đây thì mới đầu các bạn sẽ nhận thấy cái nét của lê. Thì về tổng hòa ấy, cái top note này nó làm cho cái mùi hương ở Uchamel này có phần thanh và mỏng hơn rất là nhiều so với 9pm. Và sau đó thì cả hai mùi đều biến đổi. Và các bạn nhận thấy rằng là ở cả hai mùi nó đều là cái vai cay ấm nồng nàn kết hợp cùng một cái nét ngọt của táo, của lê và thêm cái bay của vani. Ở 9pm thì mình thấy rằng là ngay từ mở đầu 9pm nó vào cái nét ngọt ngay. Còn với Uchamel thì cái nét của lê mới đầu nó không lên không rõ, nhưng mà sau vani lên thì nó lên được cái nét ngọt rất là mềm mại và thanh thoát. Đặc biệt là với cá nhân mình ấy, mình ngửi qua khá là nhiều những cái tông mùi làm vani thì mình thấy rằng là sẽ có nhiều kiểu, một làm kiểu vani chín kiểu ngọt đậm dính dính, hai là làm theo cái kiểu vón cục
Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là ở Uchamel nó được xử lý vani rất mềm mại, rất mịn màng, và ngửi nó không có cái độ vấp hay là kiểu nó làm cho các bạn cảm giác ngọt kiểu thớ lớ, khé lé, ngọt kiểu khé ở cái phần cuống mũi khi các bạn ngửi. Còn ở 9pm này thì cái nét ngọt này nó xuất hiện ngay từ đầu và đến khoảng tầm 15 cho đến 20 phút, thậm chí là khoảng tầm 3 đến 2 đến 2 tiếng sau ở trên da thì 9pm nó rất là ngọt. Và cái sự biến chuyển ở đây nó cũng sẽ khác. Khi mà ở Uchamel ấy thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là mới đầu nó xuất hiện gia vị là cái nét của quế, làm giống mùi của kẹo cao su quế ở những cái Sugar Cake. Mình sẽ để hình cái kẹo cao su đấy ở đây. Và các bạn sẽ thấy rằng là mới cái mở đầu là lê, xong rồi lên cái mùi kẹo cao su quế cay cay đấy, và về sau nó sẽ lên cái nét ngọt của vani. Nhưng mà ở đây nó lại có một sự biến chuyển khác, đó là mới mở đầu lên cái nét ngọt rất là rõ, sau đến cái độ của vani. Nhưng mà khi mà dry down về cái mùi hương này ấy, thì các bạn nhận thấy rằng là lúc này quế nó mới xuất hiện. Đấy là cái sự khá là khác biệt giữa Uchamel và 9pm mà các bạn cần cân nhắc. Và quế ở đây mình ngửi ấy, nó không phải là những cái thanh quế khô tươi cay gọi là chất lượng cao, mà cái thanh quế ở đây nó cũng có xu hướng hơi kiểu bị ngấm ngấm nước một tí, ngửi có cảm giác nó không đã hẳn, nó không sảng khoái hẳn. Đấy, đấy là những cái mà mình cảm nhận được ở hai con này khi mà ở trên da mình mà test rất là nhiều lần, đều test side by side cả hai mùi với nhau luôn. Tổng kết lại về cái mùi hương của Uchamel và 9pm thì 9pm nó mang tới một cái bay ngọt ngay từ ban đầu, và nếu như các bạn thích ngọt thì các bạn sẽ thích rằng là 9pm ngay. Còn với Uchamel thì các bạn nhận thấy là một cái mùi ngọt thanh và nó có sự biến chuyển khá là rõ rệt giữa các nốt hương. Và mình thấy rằng là ở 9pm ấy, nó mang lại một cái hiệu ứng gọi là hơi lừa người ngửi. Có nghĩa là cái top nốt nó khá là nịnh với cái bay mùi ngọt của táo và vani, nhưng mà về sau thì nó lại lên cái mùi cay của quế. Đấy là cái sự khác biệt. Còn với Uchamel ấy thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét quế ở giữa và cái nét vani về sau, thì Uchamel sẽ ăn tiền hơn về sau so với 9pm. Thế còn về độ bám tỏa của em nó thì sao? Hiện tại trên tay mình đây, như lúc ấy mình nói, Uchamel của mình là phiên bản khá là lâu rồi nên là độ bám tỏa nó vẫn còn khá là tốt. Nhưng mà với cái phiên bản Uchamel của mình được thử của thằng em mình thì hiện tại mình cảm thấy là nó chỉ lưu được khoảng tầm 6 tiếng ở trên da, và độ tỏa hương cũng chỉ tầm nửa cánh tay thôi. Và cái độ bám tỏa này thì nó ngang với độ bám tỏa của 9pm. Chỉ có một điều là 9pm nó hiện diện một cách rõ hơn, đặc biệt là khi mà dry down, vì cái bay mùi gia vị nó xuất hiện ở cuối nên 9pm nó sẽ khiến cho bạn có cảm giác là nó sẽ lưu và tỏa tốt hơn Uchamel. Nhưng mà về cơ bản thì mình đo thời gian và cái độ tỏa thì mình thấy là gần như là ngang nhau, không khác biệt quá là nhiều. Vậy thì tổng kết lại, 9pm có phải là một cái mùi hương đáng mua hay không? Thì mình vẫn phân tích trên hai khía cạnh. Nếu như so nó với Uchamel thì cá nhân mình đánh giá 9pm không phải là một cái phiên bản clone quá tốt. Có thể hiện tại chúng ta chưa tìm được những cái phiên bản clone của Uchamel nó thực sự giống và làm cho chúng ta đã và có thể thay thế được. Nếu như chúng ta gọi là bịt mũi lại ngửi hai chai nước hoa, bịt mắt lại ngửi hai chai nước hoa thì chúng ta khó có thể đoán được. Nhưng mà mình tin là nếu như cho mình ngửi và mình bịt mắt mình lại, không cho mình biết tên của hai cái chai nước hoa này, thì mình vẫn có thể nhận biết được đâu là Uchamel và đâu là 9pm. Đấy là cái điều rất rõ ràng, và mình đánh giá đây không phải là một cái phiên bản clone tốt. Nó có thể mang cái gọi là DNA, mang cái hiệu ứng là gia vị spicy nồng ấm kết hợp cùng với cái nét ngọt của trái cây cũng như là của vani. Nhưng 9pm không làm cho mình cảm thấy là nó là một cái phiên bản có thể thay thế được Uchamel. Chỉ đơn giản là hiện tại chúng ta chưa tìm được một cái phiên bản clone tốt của Uchamel, nên hiện tại em này được gọi là xếp vào gọi là những cái ứng cử viên sáng giá của clone thôi. Còn nếu mà sau này tìm được nhiều mùi hương khác thì chắc chắn em này không phải là một cái lựa chọn quá tốt, thậm chí là có thể quên đi nếu như chúng ta có 2-3 lựa chọn khác ngon hơn. Quan điểm số 2 ở đây đó là nếu như để mùi hương này đứng riêng lẻ thì nó có phải là một cái mùi hương để đi hẹn hò tốt hay không, và nó phù hợp với cái thời điểm thời tiết như thế nào.
Thì trước tiên nếu như chúng ta đứng riêng lẻ 9PM ra, không liên quan này đến Ultramail, thì chúng ta phải bỏ cái suy nghĩ rằng đây là phiên bản clone của Ultramail ra ngoài. Thì mình nghĩ rằng là với mức giá khoảng tầm 1 triệu đồng thì 9PM có thể là một trong những cái lựa chọn gọi là chấp nhận được để làm một cái vụ gu mùi kiểu cay ấm rồi ngọt ngào, thì các bạn có thể mua. Nhưng nếu như để biết tới kênh của mình thì mình sẽ vote cho các bạn một chai nước hoa, đó là Bacuraban Ultra Red Man, cũng là cái vai của nồng nàn với cái nét ngọt của cam và dry down nó là cái nét ngọt của vani. Mình thấy rằng là đấy là một cái lựa chọn tốt hơn, chỉ là em nó không quá là tên tuổi và em nó không được gắn mác, tại vì em nó là clone của Ultra Z của nhà Thierry Mugler nên là mọi người ít biết tới. Nhưng mà nếu như các bạn đã biết qua thì mình đảm bảo cam kết với các bạn rằng Ultra Red Man của Bacuraban sẽ ngon hơn 9PM. Vì thế dù đứng ở quan điểm số 2 thì mình vẫn không đánh giá cao cái góc độ của 9PM. Chỉ đơn giản là nếu như mà để dễ mua với một cái tông mùi ngọt thì các bạn có thể mua. Và 9PM nó sẽ phù hợp với những anh chàng trẻ, có lẽ là tầm từ 18 cho đến 20 tuổi. Các bạn không có điều kiện tài chính quá là nhiều, cũng như các bạn chưa định hình được cái gu ăn mặc cụ thể, thì các bạn có thể xài một gương này, một cái tông mùi ngọt. Mình nghĩ là cái nét ngọt này thì nó cũng không thể hiện rõ được cái phong cách như thế nào cả. Chỉ đơn giản là bạn là một người trẻ thì bạn có thể mua thôi. Còn với cá nhân mình thì 9PM nó không để lại quá nhiều ấn tượng về cái mùi hương này. Khi mà mình xem review thì mình cũng rất là trông chờ, nhưng mà khi mà mình mua về thì mình có cảm giác là hơi thất vọng về 9PM. Đó là quan điểm của mình. Vậy thì anh em thì sao? Chai nước hoa này cũng đã hot khá là lâu rồi. Anh em nào đã thử qua mùi hương ngày xưa thì feedback cho mình biết ở phía dưới. Và đừng quên việc like, share nếu như các bạn thấy video này hay, hay là có những cái yêu cầu nào thì cứ bình luận ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.